Sáng nay ngày 27 tháng 9, Hội khuyến học thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội khuyến học thành phố đã huy động nguồn lực xã hội, vận động các tổ chức cá nhân tăng cường hợp tác, tài trợ, hỗ trợ vì mục đích khuyến học khuyến tài, gắn khuyến học với khuyến nghề, Tổng cộng đã trao hơn 360.000 suất học bổng và khen thưởng. Từ đó, công tác khuyến học thành phố đã hỗ trợ động viên kịp thời phong trào thi đua hai tốt, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, góp phần vào công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các cấp hội đã triển khai các giải pháp hiệu quả, sáng tạo trong việc xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập tạo nền tảng xây dựng thành phố học tập, phong trào học tập suốt đời của thành phố có sự chuyển biến mạnh cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp kịp thời thông qua các văn bản chỉ đạo, các hội nghị triển khai và các giải pháp phù hợp với điều kiện thành phố. Dịp này, Trung ương Hội khuyến học đã trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Đà Nẵng.